Một mẫu lồng chim cu gáy thì thi thoảng mới có hàng để phục vụ anh em. Đó là mẫu lồng chim cu gáy đế cao rộng 40cm. Với mẫu lồng này thì bên em sẽ thiết kế là toàn bộ cái phần nóc phía trên sẽ được đan này. Và phần nan của nó sẽ được gióng từ đây. Đó, sẽ kéo xuống phía dưới này. Đồng bộ luôn vào cái lồng này thì cực kỳ chắc chắn luôn cho anh em nhé. Phần cửa thì nó ở phía dưới đáy lồng này. Đấy, riêng cái mẫu lồng này thì sẽ có cửa phía dưới đáy lồng. Đó, xung quanh cái viền chân lồng thì bên em có đan thêm những cái lớp nan ở đây. Cái lớp ở đây. Đó, và chân đế sẽ là chân đế cao. Để mở cái phần khay này ra, anh em chỉ cần mình xoay ba cái phần chốt của ở ba bên này ra. Đấy, sang bên hông là mình có thể mở cái phần khay lồng rồi để vệ sinh cho chim. Hay là mình hạ thổ rất là thuận tiện. Đây là cái phần móc này. Toàn bộ chiếc lồng được làm bằng tre già hết nhé. Size 40cm. Em nuôi để đuôi cũng được. Đấy, size 40cm. Đó, và em lồng này 900.000 đồng một chiếc nhé. Anh em đặt thì em sẽ tặng thêm giỏ thóc và cống nước cho anh em nữa. Anh em yêu thích hãy lên đơn và đặt hàng ngay với siêu thị lồng chim nhé.